các bác, lâu lắm mới lại làm cây ban ngày các bác. Hôm nay được nghỉ thứ bảy, mệt quá. Vừa mới lấy cây này ra tận bến Giáp Bát về, cách mấy chục gần 20 cây số, mười mấy cây số ra bến Giáp Bát lấy về, gửi cây từ Si từ trong Thanh Hóa ra các bác. Trong Thanh Hóa đấy, kỳ bọc đâu, mua online mà đấy. Giá mà nó ra bến Mỹ Đình thì gần đấy, thì đã kỳ bọc và mua online thì chấp nhận các bạn. Cây xấu đẹp thì về mới sờ tay mới biết được. Thì lại tôi cũng chưa bóc, nhưng mà nhìn dáng dấp thì đúng là cây mình mua ở trên mạng rồi. Thì tí nữa gỡ ra xem nào. Mua cái si búp có màu này thì cứ gọi thì tía cũng được các bác ạ, gọi si tía cũng được. Đấy thì để cho tháng đầu tháng cho nó đỏ, cho nó đón cái tháng mới cho nó đỏ. Như sáng nay mất chìa khóa, khốn nạn quá các bạn. Hôm nay cái viên chợ có ra được đâu, mất chìa khóa xe máy, mất cả chìa khóa nhà, không đi đâu được. Để gọi thợ khóa vào đập thì buổi trưa mới đi được. May quá có ông anh đến cứu trợ. Đấy thì bây giờ tôi bóc cây này ra luôn các bạn. Tôi làm cây này rồi cho vào cái thùng chậu xi măng này mới vừa. Định cho vào cái chậu này nhưng mà không vừa. Đấy các bác. Đây cái chắc hoàn thiện chắc khoảng độ 33 phần. Đây, bệ rễ thì rộng bằng cả cái này, cũng to gần bằng con kia đấy, cỡ con kia đấy. Nên làm một đôi cũng hay, làm đôi với con kia hay. Tất nhiên không đủ với con kia rồi, con kia nó nhuyễn hơn. Con này thì hàng chăn nuôi, thay cút còn phải nuôi. Để tôi gỡ xem bệ rễ đặc biệt không các bác nhá. Bệ rễ đặc biệt không nhá. Đấy, mặt này ông ấy lấy là mặt chính này. Rồi, cắt cái gì ra. Từ sáng rồi mệt quá. Chạy ngược chạy xuôi tìm chìa khóa suốt mấy khắp mấy cái tầng nhà. Đúng rồi. Có vẻ ngon rồi, có vẻ ngon. Nói chung mấy con gần đây bắt thì đều ngon cả. Đều ngon cả. Toàn là những vùng cây có số có má ấy. Thế mình vẫn đến lượt. Mấy toanh người mới từ Giáp Bát về đây. Đấy, ông làm bằng khăn. Đấy. Nhưng vành cái chậu thôi. Đấy. Con này thì hôm nay tôi chỉ trồng thôi chứ thôi. Không có con đục đẽo gì cả. Không đục đẽo gì hết nhá. Nuôi đấy. Sau rồi sửa sau. Sau tôi phải xé cái chỗ này ra một chút. Đấy. Có thể tí nó sẽ lùa đục một vài chỗ thôi. Đấy. Các bạn ngon đấy, ngon đấy. Lúc ban đầu nhìn ảnh tôi nhìn thấy mặt này, tất nhiên chụp cả mấy mặt nhưng mà tôi tính là làm một cái tay này nuôi cho nó rõ ràng lên. Cái tay này thật to. Và bên này nuôi một cái tay thật to. Ở cỡ này cho nó kéo cái bên này cho nó cân ra. Đấy, xong đây là ngọn. Xong cứ thế triển này. Làm đơn giản thôi. Bây giờ nó chưa có cút rõ ràng, các bác nhìn những cái này sau bỏ đi hết này. Chỉ lấy một hai cái thôi. Giờ nuôi để bó sẹo thôi. Tôi bỏ đi hết. Trồng nữa các bác nhé. Hắn để cũng gửi gắm khắp nơi, đâm ra nó cũng không được sạch sẽ lắm. Thì mình cho nó sạch sẽ chút, cho nó ăn phân. Đây, mặt sau đây. Cũng được. Không tệ. Đấy. Thế là ngon mà. Xem là mặt nào là mặt chính. Mặt sau mặt này là mặt chính này. Đúng không? Thì mặt này phải chọn mặt đối diện. Đây, mặt này. Mặt này. Chọn như này. Ok, chọn như này. Ok, rồi sẽ cho vào cái chậu kia. Cho ăn vitamin 1 nín.
chậu tròn mà chọn một nào cũng được, trồng cái nào cũng được. Đang tính bỏ cái này đi, bỏ cái này đi. Rồi mặt hàng mặt chính nha, dạng mặt hàng mặt chính nha. Rồi bỏ cái này đi, thả lại xuống, có thể nuôi lên được. Nhưng mà bây giờ nếu bỏ cái này đi thì sẽ bỏ đến đâu, đến đây thì nó hết trơn. Mà bỏ đến đấy thì chỗ này nó hơi bị treo leo. Tính rằng không, sẽ không nuôi tay này, nhưng mà sẽ bỏ đến đây rồi. Bỏ đến đây rồi, đấy, tôi sẽ cưa luôn. Mặc dù để lại cái chỗ nó hay, nhưng mà tôi chọn mặt nền mặt chính rồi. Chưa cắt thì nuôi được, cắt rồi nó gọn gàng.
đấy các bác, làm nó sạch sạch tí cho các bác dễ theo dõi. Thì đúng là phải nuôi tiếp mới cắt, thì tạm thời như này đã, còn sau này mình sẽ chỉnh sửa dần dần. Hôm nay chỉ đục bỏ cái miếng này thôi. Bề mặt này tôi chọn là mặt chính, chính đây rồi, thì mặt đằng sau, mặt đối diện cũng sẽ là một mặt để chiêm ngưỡng. Bệ bếp thì khá là ổn rồi, bệ bếp dưới khá là ổn rồi. Đấy, thì sau đây tôi sẽ suy nghĩ về cái chỗ này, suy nghĩ về điểm này và điểm này, điểm này. Thì mặt sau nó tương ứng sẽ là cái này, cái này. Còn nên chăng bóc của phần này đi, cốt thật ở trong này này, cốt thật ở trong này này. Đấy, bóc vào phần này đi, xén phần này đi, nó thoát thân hơn, nhưng lại thì lộ được cái phần này ra, nhưng mà so với bên này thì lại hơi bị móp vào, thì cái vai này sẽ rõ hơn. Nhưng mà ta không làm theo cái hướng ba vai, mà ta là đang làm theo cái hướng trực núi các bác, đại loại như vậy, thì cũng không cần thiết phải, không nên cắt cái phần này đi. Đấy. Thì khi những cái con này nó lên, nó vực dậy, thì lúc ấy nó biến cây nó sẽ khác đi cậu. Nó biến cây này, cái rễ này giờ em phải nhấc sang bên này, nhấc trả sang bên cái dẹo này, nhấc cái rễ này sang. Mắt ăn vào đây rồi. Đấy, tí nữa cho nó xuống đây, bó nó xuống như này. Đây, tí nữa bó nó xuống như này. Thế thôi. Thế là chỉnh nó ra đây một chút, rồi bó nó vào thôi. Tí nữa vào một cái dây cho nó là được. Đấy, cơ bản như vậy. Thế thôi. Con này như vậy thôi các bác. Hàng chăn nuôi, hàng chăn nuôi. Khoảng độ 2-3 năm nữa thì nó lại bung lụa ra. Thế thôi chứ không có người nuôi thì làm sao mà có siêu phẩm ra đời được. Quá công nhận không? Đấy. Rồi, thế thôi các bác nhé. Như vậy là có cây mới rồi. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.